ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao mà không có con vua muốn tìm một người tài đức để truyền ngôi bữa nọ vua ra lệnh mở kho thóc phát cho mỗi thần dân một đấu thóc giống và giao hẹn ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi báu ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt vụ mùa năm ấy bội thu các thần dân trong vương quốc Nô nức chờ thóc về kinh thành, chỉ có một chú bé tên là Trôm, đến với hai bàn tay không, quỳ xuống trước mặt vua. Trôm kính cẩn tâu, muôn tâu đức vua, còn xin chịu tội vì thóc giống bệ hạ ban cho con đã gieo. Nhưng nó không mọc mầm, mọi người đều sững sờ, nhưng nhà vua thì mỉm cười đỡ chú bé đứng dậy và nói, thóc ta phát ra đã bị luộc cả rồi, làm sao mà gieo thành mạ được. Những gánh thóc, xe thóc kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Nhìn một lượt khắp các bá quan văn võ, và ngàn vạn thần dân có mặt, nhà vua phán truyền, trung thực là đức tính quý báu nhất của con người. Trôm vừa trung thực vừa dũng cảm, rất xứng đáng được ta truyền ngôi báu. Trôm được làm vua và nổi tiếng là vị vua hiền minh của vương quốc